cho em mới là cầm cái ghế xanh. Cầm chìa khóa đi chưa? Đấy, rồi để vào đấy, đừng để sát quá. Đấy, đừng để sát quá, để vào đấy đâu. Đấy, thì học tập nó sẽ ok hơn. Ở trên cái nhà này thì có thích hơn nhà dưới không? Hà thì có vẻ là chưa biết là sử dụng cái máy này cho nên là phải hướng dẫn. Đấy, mình cho đây là mình phải quay nó giặt nhá. Nó giặt cái vẻ đấy nhá. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi, rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân và em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh nhà bạn em. Một ngày mới chúc tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cháu Hải xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị ạ. Cháu tên là gì? Chúng ạ. Chúng à? Cháu Chúng xin mến chào. Xin mến chào các ông, các bà. Các ông, các bà. Rồi, hôm nay thì xuống nhà anh Hải là chơi à? Anh như là em? Em thôi à? Ồ, thế là hôm nay là hai thằng cũng đi học à? Không. Hôm nay thì trời cháu Lực nhìn thấy là mưa và lạnh thêm rất là nhiều bác. Mưa thì cũng rất là dày đặc. Hôm nay thì cháu Lực xuống thì xem là ở dưới nhà mới còn có một cái bàn đấy các bác. Hôm nọ thì được là bà Phương Kim Thanh là bà ấy gửi cho. Cho nên là đi xuống để mà lấy cái bàn đấy lên trên nhà mới kia để mà lắp luôn. Còn về cái phần để mà làm sao mà hoàn thiện cho ba ông cháu và vận chuyển hết những cái đồ đạc mà quý giá và đắt tiền nhất để lên trên nhà trên hết. Tại vì nhà trên là có chìa khóa, khóa rất là chắc chắn. Thế còn anh Sử là anh đi đâu rồi? Anh Sử đi đâu thì không biết rồi. Anh Sử đi đâu không biết à? Vâng. Thế còn ông thì là ở nhà? Vâng. Thế là hôm nay là Hải có yêu làm gì không? Không ạ. Không à? Vâng. Thế sáng có đi học không? Không ạ. Sáng là không à?
sáng nay lạnh thì không đi lại. À, sáng nay lạnh là được nghỉ à? Vâng. À, phải nói là ở trên vùng cao của bác này, nếu mà lạnh quá dưới 1 đến 2 độ là cô giáo sẽ không cho học sinh đi học. Tại vì là cái quãng đường mà học sinh đi học thì cũng rất là xa, cho nên là lạnh như thế này thì các cô giáo là sẽ cho nghỉ để ở nhà. Đấy, để là nghỉ thế này thì hôm nào mà trời nắng thì có đi học bù không? Có ạ. Học bù à? Vâng. Là học nguyên cả một ngày luôn à? Vâng. À, thế thì anh em mình đi vào nhà đi, xong là mọi ông thì đang chuẩn bị ăn cơm rồi à? À, thế là hai anh em ăn cơm không? Ăn rồi ạ. À, đây là có gồm có cá với lại rau cải à? Thế là một mình ông ăn cơm thôi à? Ồ. Anh Sử thì không biết đi đâu rồi cô bác. Đấy, cái bàn này thì là vừa rồi cháu Đức cũng đã bảo hai anh em là dọn sạch sẽ một chút để mà vận chuyển lên trên bàn kia. Bây giờ thì ông đang ăn cơm thì sẽ cho ông ăn cơm đã. Rồi thì ba anh em cháu Đức sẽ vận chuyển cái bàn lên trên nhà mới. Hôm nay thì cũng có một em của nhà chú là xuống nhà để chơi. Đấy, và đồng thời thì cháu Đức cũng sẽ nhờ em luôn. Đấy, hai hàng là khanh được không? Khanh được cái bàn này không? Khanh như thế nào? Nếu mà không khanh được thì bảo anh. À, được à? Thế thì xem là có qua qua này không? Đấy. Đấy, nhấc nhấc cao lên một chút. Được không? Thật ra rồi. Nào. Đấy, cái bàn thì bằng gỗ đặc của bác, cho nên là cũng khá là nặng. Đấy, nhấc ra ngoài một chút, xong là để anh vác đi. Đấy. Ra đây anh hộ cho. Rồi, để đây đã. Rồi, để xuống, để xuống. Rồi. Đấy. Thế bây giờ thì Hải là cầm hai cái ghế nhá. Bây giờ thì anh sẽ vác đi cho. Được chưa Hải? Cầm chìa khóa đi Hải nhá. Cái bàn này thì cũng tương đối là nặng của bác. Độ đâu đó tầm độ 20 cân đến 30 cân. Bây giờ tôi sẽ vác lên luôn. Em Hải thì cho em là cầm cái ghế xanh. Cầm chìa khóa đi chưa? Rồi đi thôi. Ôi nước này tràn quá rồi Hải. Khá là mệt đấy nhỉ. Bây giờ Hải mở chìa khóa ở nhà nhá. Xong mà lấy cái rẻ lông một chút đã. Đấy, mở chìa khóa đi vào nhà đi. Biết mở không? Không phải chìa này à? Phải tìm đúng chìa nào thì mở chìa đấy. Ra đây xem nào. Có khi là đúng chìa Hải còn không biết mở đấy. Chỗ nào đấy Hải?
Được rồi, rồi. Đấy, bây giờ thì đi lấy rẻ ra lâu, lâu một chút đi. Đấy. Lấy rẻ ra lâu qua qua cái bàn một chút. Hôm qua là ngủ đây à Hải? Sao lại dùng cái chân để đây ấy? Đấy, cái rẻ đây. Cái rẻ lúc nào không nói anh mua đây đấy. Hải thì lấy cái điều khiển TV cho anh mở cho. Cắm ổ điện thôi nha. Cắm ổ điện TV ra xem. Này cắm nó lên rồi. Đây lấy cái rẻ này. Thành lấy cái rẻ trong nhà đấy, rẻ ông nội anh mua lên 5 cái đấy. Mở cả cánh cửa đi, mở cả cánh cửa to, xong rồi đẩy cái bàn ra. Nào, anh cậu đi hộ anh nhé. Đi hộ anh Hải. Em à? Thế là hơn tuổi Hải à? Anh lớp 9. Lớp 9 á? À là hơn 1 tuổi à? Hả? À thế để anh mời cho. Còn thấp quá nhỉ, cửa này. Đấy thôi. Đây đấy, ra bên này chút. Đấy, để vào nhà đi, xong lâu. Đây, để lâu đây này. Lâu đây mà. Úi giời. Đấy, đặt số lâu đây. Mở cái cửa to ra, nó sáng nhà cửa một chút. Hôm qua là Hải ngủ đây để xem TV à? Vâng. À. Kia là ai đấy? Kia là em với anh Sử. Với anh Sử à? Vâng. Thế đi đâu ấy? Đi cốc bài. Đi cốc bài à? Vâng. À. Đấy, dọn đồ đi vào trong để trong phòng đi. Đấy, TV thì mua lên và cũng đã lắp xong hết mọi cái rồi các bác. Và nó cũng đã lên rồi. Đấy thì bây giờ lau em lau cái bàn đi. Em lau cái bàn đấy cho nó sạch sẽ đi. Lau cho nó sạch sẽ xong rồi tí mình đem đi vào phòng mình lắp nhé. Đấy, lâu hết cái bụi bẩn đây, tại vì là ở nhà dưới thì mình không thể tránh khỏi được bụi bẩn mà nó bám vào cả. Đây cũng khóa rồi à? Cái chìa khóa kia đâu rồi? Em phải cho anh mượn chìa khóa nào. Đấy, phần nội thất thì tất cả mọi cái cũng đã được trang trí xong rồi các bác. Hôm nọ thì cháu Lực cũng có đăng tải cái phim thì có một số các bác nói rằng là muốn nếu mà mình để cái ghế này mà lên trên kia thì nó sẽ đẹp hơn, thì để một tí nữa cháu Lực sẽ hoán đổi lại vị trí. Hả? Để đồ rồi. Để đồ gì ấy, thế nào? Anh Sử để. À đây là đồ của anh Sử à? Anh xem là đây là đồ gì ấy. Ôi có khá là nhiều quần áo đây nhỉ. Hộp này là hộp gì ấy, em thử mở ra cho nào. Hộp gì ấy, mở ra thế nào. À, anh Sử để găng tay. À thôi, cất đi. Có cả mũ, len, các kiểu này. Một tí thì sẽ để phòng bên này nhá. Xem là chắc là chỗ học tổ các em thì sẽ để vào góc bên này các bác ạ. Tại vì góc bên này thì cho mình nhìn thấy là có khá là hẹp rồi. Đấy, thước phim này thì là thước phim mà hôm trước là mấy anh em đi sắm sửa cái vật dụng mà lên trên nhà ấy cô bác. Khóa chưa? Khóa rồi à? Thế lau xong chưa? Chưa lau xong à?
Hãy xem lại cho nó còn bẩn bẩn thì lâu đi. Thế anh Sử đi từ sáng à? Vừa nãy mới đi à? Vâng. À, chìa khóa xe thì ở đây đâu các bác? Vậy thế là tối hôm qua là hai anh em là ngủ ở đây để mà xem tivi luôn này các bác này. Cái chiếu này là cái chiếu mà cháu được mua về để mà để có khách các bác để ăn cơm ấy. Chiếu to dài, chiều dài là được 4 mét luôn. Đấy thì dài ở chỗ này thì nó sẽ quá là hợp lý. Còn không thì sẽ để dài dọc bên trên này. Đấy, được chưa? Được rồi à? Thế thì nào, thanh niên ra đây hộ anh hộ anh Sử đi. Đấy, hộ em Hải đi. Đấy, hộ em Hải nhất chứ mà. Nhất vào đây này. Thì vào đây này. Đấy. Nước dọc đi thì mới vào được. Một hàng vào trước đi, đấy. Đấy, vào trước đi. Đấy, rồi để vào đấy, đừng để sát quá. Đấy, đừng để sát quá, để vào đấy đâu. Đấy, thì học tập nó sẽ ok hơn. Còn cái chỗ bên này thì cô bác này thì quá là hẹp rồi, cho nên là không có để được quá vừa nữa. Mà để được vừa thì nó không có mở được đồ đạc ấy. Thành ra là anh để sát vào tường đi, Sử Hải. Hải để sát vào tường đi, hai em. Đấy, hai thanh niên để sát vào tường. Đấy, để vừa cánh cửa bên kia. Rồi, đấy, được rồi. Đấy, để cánh cửa bên kia mở được, cánh cửa bên này mở được là cũng được rồi. Đấy, thế là ghế đâu rồi? Ghế cầm lên chưa? Đấy, lâu, cũng ăn lâu ghế đi. Ôi, ghế thì còn để ngoài à? Hả? Đấy, lấy rẻ ra lâu ghế xong mà đặt vào góc bên này đi. Bây giờ có tivi rồi, muốn xem phim gì cũng có nhờ. Ở trên này ấy, trên này có mạng nữa. Thế hiện tại là bao nhiêu giờ rồi, Sử có biết không? Hải có biết xem đồng hồ không? Có ạ. Bao nhiêu giờ rồi? Bây giờ là 3 giờ. Bây giờ không thể gọi là 3 giờ, gọi là 13, 15 giờ nhá. Đêm thì mới gọi là 3 giờ. Bây giờ là cũng có thể là nấu cơm được ở trên này rồi đấy nhỉ. Bếp ga mọi cái thì cũng có rồi. Máy sạch chưa? Đấy, để đây luôn. Để đây thì tối thì hai anh em là sẽ vừa ngủ đây xong là vừa học bài luôn. Vâng. Nhá. Vâng. Tủ này đã có đồ đạc chưa? Chưa rồi. Để quần áo chưa? Chưa để à? Vâng. À, đi ra phòng ong xem nào. Đi ra phòng ong ở kia xem nào. Đấy. À, mở cửa ra xem phòng ông ấy nào. Thế hôm qua là có mỗi Hải là ngủ đây thôi à? Vâng. Ờ. Ông thì cũng chưa có gì đâu các bác. Tủ thì là, với cái tủ cái gì là lau nó đi. Vâng. Đấy, nó nhìn nó bẩn kìa. Lấy cái kia ra lau. Xong rồi bây giờ lau qua nhà một lần nó đi. Vâng. Để cho nó hết cái bụi bẩn nó đi. Đấy, bây giờ thì nào Hải, có anh bê bê cái ghế kia. Quay ngược lại nhé. Cái ghế kia, bỏ hai cái ghế kia ra. Nào thanh niên, hai mỗi người một đầu đi. Bê một ghế ra. Đấy. Bê ra, mỗi người là hai người là một cái chứ không phải là mỗi người một cái. Đấy, bê ra bên kia. Đấy. Để ra đây, để đây, không để kia, để đây. Rồi để đây, cả cái kia nữa, cái kia thì bê đây thôi. Đây thì bê đây thôi. Đấy, sắp xếp lại một chút. Hôm họ thấy được cả ghi hình lên thì có một số các bác nói rằng là cái ghế này mình để ở trên thì nó sẽ đập đẹp hơn. Nào bây giờ thì hai thanh niên ở một đầu nhé. Anh ngồi một đầu nào. Đấy. Đấy, quay ngược lại.
Đấy, từ từ nhá, ra bên kia một tí. Rồi. Đấy, đẩy ra bên này một tí. Cho sát vào tường. Sát vào tường. Đấy. Sát vào hết. Đấy, để hai cái này, để lại chục cú ở đấy. Đấy, hoán đổi lại một chút. Rồi, rồi. Bây giờ là ngồi xem tivi có thể ngồi được thế này. Đấy, để cho nó bằng bằng hai thì nó mới đẹp được. Đấy. Tại vì gần một chút thì mới đẹp. Đấy, Hải cất cái chiếu cái cất cái chiếu cái đi một chút đi, xong là quét dọn quét con nhà một chút. Lâu thời gian đầu thì chịu khó là lâu ở nhà một chút, tại vì là nó còn là dính cái bụi, hiểu không? Nó bị dính cái bụi thôi, cho nên là mình lau đi để cho nó sạch bóng ngôi nhà. Đây, để tạm trên ghế đi. Đây, để tạm trên ghế đó. Lau qua cái tủ kia đó, cái tủ ấy, cái tủ kia anh nhìn thấy là nó hơi bị dính cái bụi bẩn một chút. Đây, mang đi nhúng nước một chút. Xong rồi lâu. Đừng có lấy vo tròn, lấy giải ra, lấy giải ra. Đấy, đừng có lấy vo tròn. Đó, thấy như này chứ, vo tròn, nó là vo tròn thì mình có lau được gì nữa đâu. Ở trên cái nhà này thì có thích hơn nhà dưới không? Trên nhà này thích hơn nhà dưới à? Vâng. Ở trên nhà này là không có được đi dép vào trong nhà đâu nhá. Vâng. Nhưng mà đi dép trong nhà là đôi nào phải thật sạch ấy, thì mà mình mới đi được vào. Vâng. Đấy, tủ bên này được chưa? Nếu mà được thì lên tủ bên kia. Dùng để lau luôn. Tủ. Đây là cái món đồ mà mình vừa mới vận chuyển vào ấy, cho nên là không thể tránh khỏi là đường nó bị bôi bẩn một chút cô bác ạ. Cho nên là mang lấy về nhà thì mình vẫn phải lau qua để cho nó làm sao để cho nó sạch sẽ. Rồi, cái tủ này thì nó có y xì như màu phần cửa sổ một chút cô bác nhé. Đấy, nó ná là giống nhau luôn. Có màu thì nó sẽ đậm hơn, có cái nó sẽ đậm hơn, có cái nó sẽ nhạt hơn. Còn là về phần giường cũng thế, cô bác này giường thì nó cũng y xì là một cái màu gọi là giống nhau cả. Đấy, cái chỗ với tay cầm kìa. Đấy, cái tủ này thì gồm có là cả hai chìa khóa nhá. Ở dưới thì cũng có một cái ngăn nữa để mà mình làm sao mà đến mình có thể đựng gấp quần áo mình để vào đấy này.
xong là mình cũng có thể là để chăn màn ở đấy, ở dưới đấy nữa. Rồi sạch chưa? Sạch rồi. Xem chỗ nào mà bẩn thì tự biết lau nhá. Đừng để mỗi lần mà anh lên thì anh nhắc thì các em mới lau nhá. Bây giờ mọi cái là nó đến nhà mình rồi thì nó là của mình rồi, cho nên là mình tự biết lau thôi. Cho nó sạch sẽ một chút. Thanh niên này thì vẫn còn đang xem tivi nhỉ? Xem tivi này có thích hơn xem điện thoại không? Có. Có à? Tivi nó to hơn điện thoại không? To hơn. To hơn à? Ở trên này thì cũng có thêm một cái đồng hồ nữa. Và dưới cái đồng hồ thì có một bức tranh. Và dưới một bức tranh thì có một cái bộ bàn ghế mà ngồi ở đây luôn. Còn là tivi thì sẽ được gắn ở bên kia luôn các bác. Đúng là cái chổi kia quét qua nhà một chút để đừng để cho nó bụi bậm nhiều quá. Rồi, quét từ trong phòng ấy ra trước. Vậy ở đây thì khi mà cháu Lực đi mua đồ của bác, có những bộ giường thì nó sẽ rẻ hơn, còn cái bộ hiện tại cháu Lực mua thì nó sẽ vào giá mà gọi là trung bình thôi. Đấy, nhìn xong rồi, nhìn xem là mình quét thì nó còn rất là nhiều bụi bẩn đây. Tí thì quét xong thì lấy cái rẻ, lấy cái chổi lau ấy. Thấy thấy cái chổi lau chưa? Thấy cái chổi lau đấy ra lau nhà một chút. Hôm qua ai ăn mì tôm ở đây à? Chắc là anh Sử. Anh Sử à? Đấy, quét từ cả từ cái phòng kia ra nữa. Phòng phòng của Sử thì sẽ gồm có là hai cái cửa sổ của bác. Một cái cửa sổ là sẽ ở bên bên này. Thì trong thời gian vừa rồi cháu được ghi hình lên thì các bác cũng đã nhìn thấy là ngôi nhà của ba ông cháu là có bao nhiêu cái cửa sổ rồi. Đấy, tất cả phần nội thất cũng như là bàn với lại ghế, tủ, mọi cái thì cửa thì nó ná là nó giống y một cái màu mà một cái màu mà màu đỏ đỏ cam cam quá. Thế mày hôm nay hả, mẹ của Hải thì có còn quay trở lại đây không? Không đợi. Mày hôm nay là không thấy à? Vâng. Đi ra ngoài hay đi đâu là bây giờ là phải khóa cửa vào nhá. Vâng.
Hôm trước thì cháu Lực cũng có nói rằng là một cái khoản của bà An Phạm đấy cô bác, và khoản của bà An Phạm thì còn dư là 1.700.000. Còn dư là 1.700.000, và trong đó thì bà lại gửi thêm cho cháu Lực là 849.000, thì cộng với lại số tiền 1.700.000 thì bây giờ hiện tại là cháu Lực còn đang cầm của bà An Phạm là 2.549.000. Khoảng 2 triệu này, khoảng 2.549.000 này thì bà có bảo cháu Lực là sẽ mua thêm là hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời để mà lắp cho các em, một cái là ở trong nhà và một cái là phần ngoài bếp. Đấy thì cái bóng đèn năng lượng mặt trời thì cháu Lực cũng đang đặt lên rồi, nhưng mà chưa đến nơi, lúc nào mà đến nơi cháu Lực sẽ vào lắp thêm. Đấy, hôm họ thì khi mà cháu Lực đi mua bàn ghế thì bà cũng có gửi cho Lực là 9.600.000 thôi, và trong đó thì còn mua hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời còn thiếu, cho nên là bà cũng có gửi thêm cho cháu Lực là thêm là 849.000 nữa thì để mà mua thêm hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời. Phần phía bên ngoài thì sương mù cũng có khá là dày đặc. Ở phần phía ngoài sân này thì cháu Lực sẽ láng, hôm trước thì láng, cháu Lực cũng đã nói rồi, láng ở phần mép mép cho nó cao lên một chút. Tại vì nếu mà láng nó thấp xuống thì sợ là rằng là sau này mưa nhiều ấy thì là cái phần tả ly nó sẽ bị ảnh hưởng về phần mưa, nó bị lún xuống, cho nên là láng ở phần phía bên này thấp xuống để cho làm sao nước nó chảy ra phía bên ngoài hết. Tủ lạnh mọi cái thì cũng đã đem tới nhà rồi, bây giờ thì đã lắp điện nữa thôi thì là cũng đấy, sẽ được dùng đúng không bác? Tất cả mọi cái thì đều mới tanh và nguyên siêu và nguyên hộp đầy đủ hết cả. Đấy, quét từ bên phòng bếp ra hết. Phòng bếp thì hiện tại là cũng đã đủ đầy đủ và tiện nghi rồi. Chạm bát cũng có này, bát đũa mọi cái, rổ này, chạm để gia vị này, và nồi niêu xong chảo thì cũng đã có hết. Cái bộ bếp ga này thì là cháu Lực mua là 2.6 hay 2.7 đấy cô bác. Bây giờ thì phải sửa sổ ra thì mới nhớ được. Đây, ở đây thì còn được tặng kèm thêm là cái nồi, kèm thêm là một bộ nồi luôn, ba cái nồi với lại thêm là một cái chảo nữa, chảo chống dính nữa. Thì cái phần khoản này thì mình sẽ không phải là mua thêm nữa, mình còn vào mua thêm một cái thùng để mà mình đựng gạo. Ông bảo là gì ấy, ai bảo gì ấy? Chú ạ. Chú à? Chú là hỏi là em anh có ở đây không ạ? Hà thì có vẻ là chưa biết sử dụng cái máy này cho nên là phải hướng dẫn. Đấy, mình cho vào đây là mình phải quay nó dạt nhá. Nó dạt cái vẻ này nhá. Sau nhấc lên trên này. Đấy, nhấc trên này làm sao mà đặt cho nó đúng thẳng ấy rồi. Xong quay xuống. Đấy. Quay xuống này nhá. Rồi, nó khô rồi. Đấy, nó khô rồi thì kéo khóa đi. Kéo khóa lên. Đấy, rồi lấy ra bên kia lau đi. Đấy, đủ từng góc một đi. Đấy, về những cái đồ đạc mà còn mới tinh như này của bác này, hầu như là các em là chưa có được nhìn thấy bao giờ và chưa có được sử dụng, cho nên là số lực lên là số lực vẫn phải hướng dẫn các em làm sao mà để các em mà biết sử dụng và biết giữ gìn một chút. Nào, không phải lâu như này, Hải ra đây, anh lại trực tiếp vào ra đây. Đấy, đặt cái này, đặt cái chấm thẳng luôn này. Đấy, mình đứng ở đâu lâu cũng được đây. Đấy, ra bên này đi. Đấy, đấy, ra ngoài đâu đi. Đấy, lau như đấy xong thì nhấc ra chỗ chân lên lau luôn. Khi mà mình vừa lau đấy thì mình vừa thụt lùi nhá.
đây, ra đây anh chỉ lau này, đấy, lau như này này, đấy, lau như này này, đấy, lau như này này, mình vừa lau mình vừa thuật lùi, đừng có mà lau tiến nhá, lau tiến là mình lau là nó vừa mới sạch xong chân mình lại đi nó lại bẩn rồi, đấy, lau đi, cứ thế mà lau. Bác ông họ thì Trấn Lực có đi mua đồ của bác, Trấn Lực cũng đọc được một số bình luận và một số ý kiến ở trên kênh nói rằng là khi mà mua đấy thì là thấy cô chủ quán nói một giá xong lại bán cho Trấn Lực một giá. Ở đây thì Trấn Lực hỏi là từng cái bộ giường một thì có thể là lúc đấy cô đang nói nhầm về bộ giường khác một chút hay là như thế nào đấy. Còn như ở đây thì cửa hàng cô là một cửa hàng rất là lớn rồi, canh hầu như là canh của bên anh chị Quyền Yển với lại canh Hoa Cải Vàng thì cũng đã từng ra đấy để mua đồ rồi, thì các bác cũng đã biết rằng là cái quán này nó uy tín và nó như thế nào thì chúng cháu mới đi mua ở những cái chỗ đấy. Đấy chứ không phải là đi xuống đấy là cháu không có trả giá một chút nào, hay hầu như một những cái món đồ nào thì cô đều bớt là 300.000 rồi. Đây ở đây thì cô cũng chỉ là bớt được 300.000 thôi, chẳng lẽ lại bớt được tầm 5 đến 600.000 thì lấy thì chắc chắn là người ta sẽ không có làm bớt được nhiều về cái điều đấy rồi. Đấy, nhưng và cái vấn đề là vận chuyển đấy, nếu mà cô bảo là ở gần thì cô sẽ chở cho mình luôn, còn đằng này là đi nửa ngày với cô bác, cả đi cả về là mất gần một ngày rồi, cho nên là cô cái này thì cô cũng phải đi thuê xe của người khác về để mà chở cho cháu Lực với lại em Sở. Vì ở nhà thì rất là chịu khó là dọn dẹp và nhà cửa mọi cái. Thế tối nay thì Hải lại có ngủ trên này tiếp không? Có ạ. Tối nay lại ngủ trên này tiếp à? Ừ. Đấy, phòng khách thì cũng khá là rộng rãi của bác. Phòng khách thì hiện tại là để một cái bộ bàn ghế rồi, cho nên nếu mà để ngồi ăn cơm ấy, thì vẫn còn được ngồi tầm được 3 mâm nữa. Vẫn còn ngồi được 3 mâm nữa thì khá là rộng rãi. Vừa rồi anh dậy lâu như nào à Hải? Đẩy lên đẩy xuống đấy. Không phải lâu như thế này chứ. Đói. Nào Hải lại lâu phải lâu thụt đùi chứ Hải. Đấy bây giờ em vừa lâu chỗ này xong rồi em lại đi lâu chỗ kia, em phải lâu từ gốc trên tường cái xuống. Nhá, lần sau ấy nhá. Đấy vừa lâu thì phải vừa là thụt lùi thì mình lâu nhà thì lúc mà nó mới sạch được. Đây vừa rồi thì em Hải cũng đã dọn dẹp nhà cửa xong mọi cái rồi các bác. Hôm nay thì em xử là em ấy đi vắng thì em ấy không có ở nhà. Đấy, ngồi dọn dẹp xong là chỉ có ngồi xem TV thôi nhỉ. Thế em vẫn ngồi bên kia à? Tối hôm qua là hai anh em giải chiếu ở đây để xem TV luôn đấy nhỉ? Vâng. Qua thì xem những cái gì? Xem Nick anh kìa. Xem Nick của anh à? Đang xem, thí dụ như đang xem hai anh em đang xem như kiểu Hải đang cắt cỏ đây à? Anh Sử thì đi đến mấy giờ thì tí nữa anh mới về? Chắc là tầm 5 giờ hay là 6 giờ mới về. 5 giờ 6 giờ mới về à? Thế thì chắc là đi lấy củi hay là đi lấy cỏ như thế nhỉ? Vâng. Nhưng mà trời lạnh như thế này thì hai anh em mà đi đâu là phải đi cẩn thận nhá. Vâng. Đấy, bây giờ thì nhà mới ở trong nhà thì cũng có đầy đủ mọi cái rồi, cho nên là đi đâu
ra vào là phải khóa cửa một chút nhá. Vâng. Hay sợ là có người vào và người ta trộm mất tủ lạnh hay là trộm tivi. Vâng. Đấy, thì điều đấy rất là sợ. Hay những cái món đồ này thì các bác mua cho thì cũng rất là đắt. Vâng. Như nhà sử ra kia là sao ấy? À, không phải đâu nhỉ. Phải nhìn vào bên ngoài thì sương mù rất là nhiều các bác. Hôm nay thì cháu được cũng lên chia sẻ và nói cho bao cháu nghe thêm, nghe tin là bà An Phạm nó có gửi thêm là 800 ngàn, 849 ngàn, là để mà cộng lại với số tiền là 1.700.000, thì tương đương rơi vào là 2.549.000. Thì cái khoản này thì bà có nói với cháu Lực rằng là sẽ để mà mua hai cái bóng đèn năng lượng mặt trời cho hai ông cháu nữa. Đấy, sau mấy hôm nữa thì cháu Lực sẽ lên lắp cái bóng đèn năng lượng mặt trời, có thể là lắp ở trên cái phần mái nhà, có thể là một cái thì sẽ để lắp ở trong phần nhà bếp. Hay thì rất là tiện cho các em. Ở ngoài thì cũng có hai cái bóng điện là được hai chị Lòng Nguyệt Thí gửi cho rồi. Ở trong nhà thì mọi cái, mọi đồ đạc thì vừa rồi cháu Lực đi mua thì các bác cũng đã biết là ai với ai là gửi cho cháu Lực rồi. Hay tất cả những cái món đồ này cháu Lực đi mua thì tất cả đều có giấy tờ đàng hoàng cả. Và cái cửa hàng của người ta thì cửa hàng cũng cửa hàng lớn, chứ không có phải là cái cửa hàng mà người ta hay lừa lọc mình cả. Và ở trên huyện cháu Lực thì những cái cửa hàng đó chỉ có như vậy thôi. Còn nếu mà như mà cửa hàng mà cao sang quá, hay là người ta trang trí với cửa hàng người ta rất thật kỳ là lộng lẫy, nhưng mà trên huyện thì không có như vậy. Thành ra là khi mà cháu Lực đi vào ấy, thì có rất là nhiều, có một số cô bác cũng có nói với cháu Lực rằng là đi cửa hàng đi mua đồ đạc gì mà vào trong chợ để mua. Thì bây giờ không vào trong chợ để mua thì cháu Lực cũng không có biết là chỗ nào để mà mua nữa. Và thời gian vừa rồi thì các bác tin tưởng cháu Lực thì mới gửi tiền cho cháu Lực để mà mua. Còn nếu mà như mà cháu Lực không có làm đàng hoàng thì cháu Lực cũng rất là mong muốn là nếu mà các bác có thương yêu các em thì chính tay các bác đi lựa chọn những cái món đồ nào và gửi lên cho các em thì đấy thì nó sẽ là tuyệt nhất, tuyệt vời nhất. Còn như mà nếu mà các bác đã tin tưởng cháu Lực và đưa những cái số tiền mà để cháu Lực mà đi chọn lựa từng cái món đồ một thì điều đấy cháu Lực cũng rất là cảm ơn các bác vì đã tin tưởng cháu Lực. Nhưng mà một khi mà cháu Lực đã đi mua cái gì rồi thì tất cả mọi cái được đều là ghi hình lại. Thì có thể là hôm đi mua tivi này, có bác này mua tivi của bà Phương Kim Thanh thì là hôm đấy cháu được cái tivi này thì phải đặt thì mới có, cho nên là không có thể là ghi hình được. Tại vì nếu mà ở đây thì cháu được cũng tivi này khi mà người ta giao lên cho cháu được ấy là người ta cũng nhờ shipper để mà giao lên tới xá thôi. Đấy, cháu được cũng kiểm tra hàng xem là có bị như thế nào, không bị hỏng hóc không. Rồi thì cháu được để chọn đến lúc mà khi mà đi mua đồ mua đạc ấy thì cháu Lực sẽ lấy cùng đồ mà đi về tiện một chuyến luôn thì nó sẽ ok hơn, và để trên nhà của bác cháu đi sợ rằng là sẽ bị mất, cho nên là cháu Lực cũng không có dám lên đem lên vội được. Còn cái thước phim này thì cũng khá là dài rồi của bác ạ. Trong thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng phải nói là xin cảm ơn tất cả các bác đã luôn luôn theo dõi và đồng hành cùng bạn em. Có rất là nhiều điều cháu Lực còn là sai sót thì rất là mong các bác sẽ chỉ dạy và nhắc nhở cháu Lực nhiều hơn. Có thể là các bác để phần bình luận, và thứ hai thì cũng có thể là gọi điện cho cháu Lực và nói trực, gọi điện thoại trực tiếp cho cháu Lực để mà làm sao mà giải đáp những cái thắc mắc của các bác. Cháu Lực cũng rất là mong muốn là trong thời gian tới nữa, khi mà hoàn thiện nhà bao cháu xong thì sẽ được đón các bác lên chơi với lại bao cháu nữa. Như Hải thì có muốn là các bác mà lên chơi với Hải không? Có ạ. Có à? Vâng. Nếu mà lên chơi với Hải thì cho Hải đi xuống bài đón, Hải có đi đón được không? Có ạ. Có à? Vâng. Nếu mà đi bộ đi đón được không? Không đó ạ. Đi bộ đi mất tầm bao nhiêu ngày? Tầm 2-3 ngày. Tầm 2-3 ngày thì mới đến nhỉ? Vâng. Như hôm nọ mình đi xe máy thì Hải có thấy đi xa không? Có ạ. Đi từ sáng đến trưa thì mới đến nơi nhỉ? Vâng. Ăn cơm xong thì mình mới đi mua được đồ đạc. Vâng. Đấy. Đấy, còn bây giờ thì cũng khá là dài rồi. Hai anh em mình sẽ phải nói lời chào tạm biệt các bác ở đây thôi. Vâng. Hẹn các ông, các bà, cô chú, anh chị ở những số tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Cháu Hải chào tạm biệt quý ông bà, cô chú, anh chị ạ.